Kính chào quý vị đến với bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tòa phúc thẩm xét xử cựu chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong đại án AIC. Công an Quảng Bình bắt một phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản. Ô tô cháy trơ khung, 5 người kịp thoát ra ngoài. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ukraine đảm bảo không để F-16 đánh vào Nga. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay 22 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe lãnh đạo chính phủ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Trong ngày đầu làm việc, Quốc hội dành phần lớn thời gian để họp riêng về công tác nhân sự, đồng thời tiến hành quy trình bầu nhân sự thay thế vào vị trí ủy viên, ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm ủy ban tài chính, ngân sách. Quốc hội cũng xem xét phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra trong 22 ngày làm việc và chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong 17 ngày, 22 tháng 5 đến 10 tháng 6, và đợt 2 là 5 ngày, từ 19 tháng 6 đến 24 tháng 6. Trong 53 nhóm ý kiến của cử tri Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, cử tri đã đề nghị Quốc hội có giải pháp phân bổ kinh phí đầu tư, nâng cấp xây dựng, cải tạo hệ thống y tế cơ sở và chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế cơ sở. Theo đó, cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát một số bệnh viện đã xây dựng nhiều năm nhưng không đi vào hoạt động như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Phủ Lý, Hà Nam. Ngoài ra, cử tri Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát tổng thể việc thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng như dự án đường cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường vành đai 4, vùng thủ đô, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật gây thất thoát ngân sách nhà nước. Hôm nay 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, tên viết tắt là Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, mức án 30 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện bị cáo Nhàn vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Ngoài bị cáo Nhàn, còn 14 bị cáo khác có kháng cáo gồm Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC. Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, bị cáo Nhàn tiếp xúc với các lãnh đạo Đồng Nai như Trần Đình Thành, cựu bí thư, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch, Phan Huy Anh Vũ, để đặt vấn đề tạo điều kiện cho AIC trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau khi thông đồng lập hồ sơ để trúng thầu trái quy định pháp luật, AIC đã nâng khống giá các thiết bị trong gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xác minh sự việc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive biển kiểm soát 66A-02468 bị rớt đăng kiểm. Theo đó, ông Nguyễn Tô An, Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định chủ phương tiện không có lỗi. Theo ông An, chiếc Mercedes rớt đăng kiểm là do lỗi của đăng kiểm viên. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 5005V, chi nhánh Hồng Hà, Thành phố Hồ Chí Minh mời chủ xe lên làm việc, đăng kiểm lại và hoàn trả chi phí đăng kiểm. Ông An khẳng định, đăng kiểm viên đã chủ quan, lỗi hoàn toàn của đăng kiểm viên và trung tâm. Cục Đăng kiểm đã yêu cầu Trung tâm nghiêm túc kiểm điểm lại hoạt động. Đây cũng là bài học cho các trung tâm đăng kiểm khác. Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề nghị các đăng kiểm viên không ngừng nâng cao hiểu biết, tránh xảy ra các tình trạng tương tự. Công an tỉnh Quảng Bình hôm qua 21 tháng 5 cho biết, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn, 27 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, phóng viên của một tờ tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo, và Trần Thị Nhung, 35 tuổi, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, sau khi phát hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có dấu hiệu sai phạm, Toàn và Nhung đã tìm gặp các chủ cơ sở này. Lúc gặp, Toàn xuất trình thẻ nhà báo, khoe có nhiều mối quan hệ rộng và cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu phải đưa cho Toàn số tiền hàng chục triệu đồng để Toàn bỏ qua mọi chuyện. Nếu không đưa tiền, Toàn sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm, khiến cho các cơ sở này buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động. Nắm được thông tin vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới triệu tập đấu tranh Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Một vụ cháy xe ô tô xảy ra vào chiều 21 tháng 5 trên tỉnh lộ 538, đoạn qua dốc Trung Trà, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến chiếc xe bị cháy trơ khung sắt. Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe hơi 5 chỗ ngồi chở 5 người đang chạy trên đường bỗng dưng bốc khói từ dưới gầm xe bốc lên, rồi bao trùm cả xe. 5 người trong xe vội tìm cách thoát ra ngoài an toàn. Lúc này, thời tiết nắng nóng khoảng 40 độ C, cùng với thiếu nước, lửa từ xe cháy dữ dội, công tác chữa cháy, cứu xe gặp khó khăn. Người dân đã cố gắng dập, ngăn không cho lửa cháy lan sang cánh rừng bên đường. Tối qua 21 tháng 5, một vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường liên thôn ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là hai nam giới, khoảng ngoài 20 tuổi. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh đã nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Khi chạy ra thì phát hiện chiếc xe máy đổ giữa đường. Một thanh niên bị xe máy đè lên, thanh niên còn lại nằm cạnh trong tình trạng bị thương khá nặng. Trên bờ tường có vết va chạm nghi là tự lái xe đâm vào tường. Khi mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện người nằm ở vị trí xe máy đã tử vong, người còn lại được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu. Ban đầu xác định, cả hai cùng làm ở công ty VN tên viết tắt. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tối qua 21 tháng 5 tạm giữ Nguyễn Văn Nghĩa, 33 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, tổ công tác của công an phường này trong lúc tuần tra kiểm soát thì phát hiện Nghĩa đang dùng tua vít cậy cốp một chiếc xe máy tại khu vực để xe của khách đi chơi hoặc tắm biển. Qua đấu tranh, Nghĩa khai mình chuyên thực hiện vụ cậy cốp xe trộm cắp tài sản của du khách khi để xe trên bờ, để xuống bãi biển chơi và đã thực hiện trót lọt 4 vụ cậy cốp và trộm được tài sản. Từ lời khai của Nghĩa, công an đã thu hồi nhiều tang vật của những vụ trộm trót lọt này. Sáng 22 tháng 5, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vào ngày 20 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip về việc hai nữ sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển, vừa dội nước lên người khi tham gia giao thông trên địa bàn. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Sông Mã đã nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi vi phạm của hai nữ sinh trên. Ban đầu xác định, hai nữ sinh điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông là LTH, tên viết tắt sinh năm 2009, lái xe chở theo DTN, tên viết tắt sinh năm 2008. Sau khi triệu tập làm rõ nội dung vi phạm, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hôm nay, 22 tháng 5, đã khởi tố bị can Nguyễn Hữu Toàn, 59 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, vì ham đánh bạc nên Toàn thiếu nợ của nhiều người. Để có tiền, Toàn đã lên kế hoạch lừa đảo. Toàn tự nổ với nhiều người rằng mình quen biết cán bộ trong quân đội nên có thể chạy, không thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuyển công tác, đi học cho gia đình, có con em đang là quân nhân. Do tin tưởng nên nhiều người đã đưa tiền cho Toàn để chạy cho người thân với số tiền hơn 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Toàn dùng tiền để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa ngày hôm nay. Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ gặp nhau tại Hiroshima để tham gia hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia G7 kiềm chế, không chia thế giới thành các khối theo kiểu chiến tranh lạnh liên kết với Mỹ hoặc Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nước G7 và Trung Quốc phải tích cực đối thoại và hợp tác về vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu. Tổng thư ký nhấn mạnh, tôi tin rằng điều quan trọng ở đây là tránh chia thế giới thành hai bên đối đầu và tạo cầu nối cho các cuộc đàm phán thực sự.
Theo đó, Tổng thư ký đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc chiến tranh lạnh đang âm ỉ giữa các quốc gia phương Tây và Trung Quốc trong những năm gần đây. Năm 2019, ông gọi các lợi thế kinh tế, chính trị và quân sự khác nhau của cả hai bên là rạn nứt lớn. Đặc biệt, quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã lao dốc trong năm ngoái, khi Trung Quốc chấm dứt hợp tác với Mỹ về các vấn đề khí hậu nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là Nancy Pelosi tới Đài Loan, Trung Quốc hồi tháng 8, và Tổng thống Joe Biden cảnh báo hành động quân sự nếu Bắc Kinh có động thái khiêu khích hơn. Phát biểu trước báo giới Hiroshima, Nhật Bản ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đảm bảo chắc chắn không dùng máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp để đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng rất khó có khả năng các máy bay này sẽ được sử dụng trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong những tuần tới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine có thể vẫn cần những vũ khí như vậy để tự vệ. Tổng thống Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD, bao gồm cả pháo binh và xe bọc thép, cho Ukraine trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo G7 khẳng định họ sẽ không lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine. Chiều 21 tháng 5, Trung tâm Phóng Vệ tinh Tổ Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc đã phóng thành công các vệ tinh khoa học mới lên quỹ đạo, bao gồm cả vệ tinh thăm dò không gian đầu tiên của Macau, Trung Quốc, mang tên Macau Science 1. Cơ quan quản lý không gian quốc gia Trung Quốc CNSA cho biết các vệ tinh đã được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C và đi vào quỹ đạo định sẵn thành công. Theo CNSA, Macau Science 1 là vệ tinh khoa học đầu tiên do Trung Quốc đại lục và Macau cùng phát triển. Đây cũng là vệ tinh khoa học đầu tiên được đưa lên quỹ đạo gần xích đạo để giám sát địa từ trường và môi trường không gian. Một vụ xả súng xảy ra tại một quán bar ở thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng vào khoảng 1 giờ 25 phút sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương tại quán bar Climax trên đại lộ Indiana và phát hiện nhiều nạn nhân ở hiện trường. Một sĩ quan từ sở cảnh sát Kansas cho hay, cảnh sát thông báo các nạn nhân đều là người trưởng thành, song chưa công bố độ tuổi cũng như danh tính của họ. Chưa rõ danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng. Các thám tử điều tra đang có mặt tại hiện trường và tìm kiếm lời khai từ nhân chứng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!